Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm qua 27 tháng 6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua đến 1 giờ sáng nay ngày 28 tháng 6 có nơi trên 50 mm. Dự báo, chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 29 tháng 6. Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 29 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7. Từ ngày 30 tháng 6 đến 1 tháng 7, Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng. Từ đêm ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 5 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng từ ngày 30 tháng 6 đến 2 tháng 7, nắng nóng dịu dần từ ngày 3 tháng 7. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 3 đến 5 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về thời tiết trên biển, hiện nay, ở khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Dự báo, ngày và đêm ngày 28 tháng 6, khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.